mới làm xong ra trời nắng quá trời luôn, hy vọng là nó nắng đến cuối tuần để mình có chụp cho một cặp ở Vancouver, Toronto qua. Hai bạn này bay từ Toronto qua đây, hẹn mình đi chụp nhưng mà bay qua hơi trễ á, nên 11 giờ mới tới, thì make up xong khoảng 12 rưỡi, make up nhanh khoảng 12 rưỡi, nên 1 giờ 1 rưỡi mới bắt đầu xuất phát, rồi lên tới đó 2 giờ mấy 3 giờ, sợ chụp trễ các bạn. Nhưng mà hy vọng trời nó nắng đến chiều chiều thì chụp rất là đẹp. Bây giờ ra đúng 5 giờ 20 phút. Bây giờ mùa thu thì trời nó còn sáng nha các bạn. Tới mùa đông là bây giờ khoảng 4 giờ chiều là coi như là nó tối thui, giống như 9-10 giờ tối hàng ngày. Đến đầu tháng 11 á, thì ở Alberta thì nó bắt đầu nó quay thời gian đi một một lần nữa, nó chỉnh đi trước một tiếng đồng hồ nữa các bạn. Gọi là daytime saving đó, thì ở Alberta thì nó một năm mình chỉnh 2 lần, chỉnh tới chỉnh lui. Như thời gian ở bên Calgary này, thì nó đi đi sau Toronto, đi sau Toronto 2 tiếng các bạn. Ok, không biết các bạn ở Việt Nam sao rồi, có những bạn mà sắp qua định cư ở Canada không, sắp bay qua đây, hay là những bạn đang nộp hồ sơ xin LMA hay là xin đi du học quá, có thay đổi kế hoạch gì không? Trời nắng quá. Dạo này chính sách thay đổi liên tục đó các bạn, mấy ổng thay đổi liên tục. Thì thứ nhất là thay đổi bởi vì là thật ra thì cũng không biết vì sao nữa, nhưng mà theo lý do mấy ổng đưa ra thì là chủ yếu là do tình trạng nhà cửa tăng cao quá và tình trạng thất nghiệp tăng cao. Như tỉnh bang, các hầu như các tỉnh bang đều bị tăng tỷ lệ thất nghiệp trên 6% hết rồi các bạn. Một vài tỉnh bang còn lại như hướng Quebec thì tỷ lệ thất nghiệp dưới 6% thôi. Còn lại như bây giờ Vancouver cũng 6% rồi đó. Rồi còn ở Alberta này thì cũng gần 6,5%. Tỷ lệ thất nghiệp cao như vậy thì sắp tới bầu cử nữa, nên mấy ổng đưa ra nào là cách để làm giảm cái việc đó xuống, giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống, đồng thời là giảm giá nhà để cho người Canada có thể mua được nhà. Thì suy nghĩ về cái hướng đó để nào là lấy lòng cử tri, lấy lòng dân, lấy được phiếu bầu, thì bắt đầu mới đề nghị này kia. Thì bộ trưởng McMuller thì cũng bắt đầu đó, đưa ra chính sách, chứ lại các cử tri nó làm nó đại biểu nó bắt đầu nó nói như vậy mà mấy ông không có động thái gì cũng được, nên nó bắt đầu là động đậy. Như bây giờ về du học thì các bạn ai đi du học thì cũng biết rồi đó, rất là khó khăn cho các bạn du học. Bây giờ cũng đường để các bạn ở lại mà xin, sau khi các bạn tốt nghiệp đúng không, sinh viên quốc tế, các bạn mà tốt nghiệp xong á, các bạn ở lại đây đúng không, thì muốn được ở lại thì phải xin một cái giấy phép để được ở lại, được đi làm, chứ không phải là như hồi xưa học xong là mặc định là được giấy phép ở lại đâu. Đấy, phải xin giấy phép ở lại. Rồi những ai mà IELTS hết hạn hồi xưa nó không cần IELTS nha, hay là sơ PIP, hay là CBL, nhưng mà bây giờ nó đòi á,
phải nộp lại luôn á, nếu như ai mà hết hết hạn là phải thi lại các bạn, nên rất là căng chứ không phải giỡn đâu. Thì ngoài ra các bạn phải apply và được cấp phép thì mới được ở lại 3 năm làm việc ở đây. Mà trong vòng 3 năm đó các bạn phải cố gắng tìm được công ty nào nhận bạn thì các bạn mới đó và apply PR được nha các bạn. Nói chung là rất là khó khăn cho sinh viên quốc tế, con đường sinh viên quốc tế ở lại. Rồi các bạn sắp sắp qua đây du học á thì các bạn cũng rất là căng, chú ý là ví dụ như là nghĩ đến cái chuyện mà mang được gia đình qua đây. Ví dụ các bạn tính được con đường một là đi theo dạng là MIA hay là dạng đi theo du học, thì giờ các bạn mà có gia đình rồi á mà để sau này mà khi apply được du học xong á mà được mang gia đình qua thì rất là khó. Thì các bạn phải đăng ký những cái chương trình học mà gọi là bachelor, tức là sau đại học á, là các bạn mình thạc sĩ này kia, là chương trình phải là chương trình 16 tháng nha các bạn, phải chương trình phải trên 16 tháng thì mới được mang gia đình qua. Mà cái process của hồ sơ thì nó cũng cũng dài hơn nữa, cũng khó hơn nữa. Đó là cái thay đổi thứ hai. Cũng có trường hợp như các bạn học cao đẳng nhưng mà ra trường có thể ở lại được, có thể ở lại xin 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 cái giấy phép ở lại được, nhưng mà phải trúng được những cái ngành nghề mà tỉnh bang nó yêu cầu đó. Thì những cái ngành nghề là nó như thế nào thì các bạn phải search trên những cái trang web của chính phủ đó, nó list ra những cái đó. Rồi những cái thay đổi gì nữa thì cái thay đổi nữa đó là về cái việc dạng LMIA thì là dạng giấy phép lao động của những cái doanh nghiệp ở đây được cấp giấy phép lao động để mướn các bạn ở nước ngoài vô đây. Thì giờ thì hầu như nó cũng hạn chế rồi, nó không cấp LMIA cho những cái tỉnh bang mà thất nghiệp lớn, thất nghiệp trên 6% thì bây giờ nó không cấp LMIA nữa các bạn. Thì như tỉnh bang Alberta này bây giờ các doanh nghiệp bây giờ hầu như không không được cấp LMIA nữa, bởi vì Alberta đang thất nghiệp là 6,5% rồi, rất là cao rồi. Thì mục đích của người ta là muốn giảm cái tỷ lệ thất nghiệp xuống. Thì đó, tiếp theo nữa là cái trường hợp mà có thay đổi nữa là các bạn nó đã không cho cái dạng mà qua đây du lịch rồi chuyển đổi qua giấy phép lao động nữa. Như hồi xưa là sao các bạn biết không, nhiều người đi qua đây với dạng du lịch rồi sau đó kiếm một cái doanh nghiệp ở đây có giấy phép cấp LMIA thì apply xin vô. Thì cái dạng đó thì ở ở trong Canada, ví dụ như các bạn qua đây là các bạn gọi là ở trong Canada rồi, thì các bạn xin những cái case đó các bạn xin thì nó dễ dễ đạt hơn và số tiền các bạn bỏ ra cũng ít hơn. Nhưng bây giờ nó bỏ luôn rồi, các bạn muốn xin apply work permit đó, thì các bạn một là các bạn ra khỏi Canada, thì ra khỏi Canada một là các bạn về Việt Nam xin, có thứ hai nữa là các bạn có thể đi qua gọi là biên giới gọi là flag hole. Các bạn flag hole là cái gì, các bạn sẽ gọi là qua biên giới Mỹ xong rồi nhập trở lại rồi xin. Thì nói chung là cái case đó thì cũng có vài người làm rồi và có rất nhiều trường hợp đó là bị không được cấp như các bạn. Thì những người mà bọn bọn ở bọn bọn ở ở hải quan, bọn ở bên ngay biên giới á, thì nó không phải là những người mà cấp di trú chuyên nghiệp, kiểu như là nó không có chuyên nghiệp lắm. Ví dụ như bây giờ các bạn tới đó là kiểu các bạn nói chuyện với nó không được, không có nói chuyện bằng tiếng Anh được, thì khả năng nó đánh các bạn rất cái bịch rất là cao. Tại vì nó bị phỏng vấn mà, kiểu phỏng vấn mà nó không như cái hồ xử lý hồ sơ kia. Thì đó khả năng rất là cao, nó gọi là flag hole, các bạn phải ra khỏi nước Canada. Đấy, thì cái trường hợp mà xin giấy phép work permit mà khi các bạn đi du lịch thì bây giờ không còn nữa đó, ngay từ bây giờ nó lại không còn nữa rồi.
chứ không phải có thời hạn đâu. Bây giờ đã cấm hẳn luôn. Thì mục đích cũng quăng đi quẩn lại đó là nó hạn chế người nhập cư các bạn. Rồi nó tìm mọi cách nó hạn chế người nhập cư. Mà hạn chế người nhập cư nhưng mà cuối cùng ví dụ mà cho bọn tị nạn vô quá trời thì cũng như không. Bọn tị nạn có khi là bọn nghèo hơn nữa, nghèo dã man luôn. Tị nạn qua nó qua được tới đây rồi nó tìm cách ở lại dễ ọp. Đó bọn nhập cư bọn mà đi thật ra mấy người đi dạng nghe mình thấy là toàn chân dạo không bạn bạn biết bỏ mấy tỷ ra để mới đi được thì còn chân dạo không. Thì Canada thì chân dạo mang tiền giữ cho nó thì thích thôi đúng không, tại sao nó làm màu sắp bầu cử nó làm màu thì thôi nó cũng thừa biết cái chuyện mà bỏ nhiều tiền để qua đây. Rồi có những cái thay đổi rất là lớn như vậy đó, làm ảnh hưởng đến nói chung là nay nay đây mai mai có thể nó thay đổi lại nữa, nên bạn màu màu nào muốn đi á, muốn update thì phải update kiến thức thường xuyên để coi những cái anh mà hay là tư vấn di trú á, phải có mọi người làm tư vấn di trú thường xuyên để update, tự mình làm tự mình nộp hồ sơ thì khả năng phải cực kỳ giỏi tiếng Anh là một để apply này. Nhưng mà cho dù bạn thiệt là giỏi tiếng Anh đi nữa thì các bạn thiếu kinh nghiệm. Những người mà tư vấn di trú thì bọn nó có kinh nghiệm nhiều luôn, các bạn nó sẽ khuyên các bạn như thế nào là hợp lý để có giải trình. Canada này nó bị nó ghét những người mà gọi là gian dối các bạn, vô tình thôi. Mình kể các bạn nghe, mình có một người bạn thì không phải là gian dối mà kiểu như lúc mà kê khai hồ sơ thì bắt đầu kê khai cái dạng như là nó hỏi là mày đã từng rớt visa Mỹ lần nào chưa, thì anh ta mới không 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 có hiểu, không có hiểu rõ câu hỏi á, là đánh no. Thì năm nước Commonwealth mà nó share thông tin với nhau, nó chỉ nhìn vô là nó biết biết bạn là nó từng rớt visa như nào chưa, thì nó đánh rất cái bụp, lý do là không có trung thực, thì rất là vô duyên. Các bạn rớt mấy cái quá vô duyên. Thì Canada thì đó, thứ nhất là nó không ngại những nó rất là muốn những người có tài có tiền vô đây nhưng mà phải là trung thực. Ví dụ như Việt Nam mình nổi tiếng là nước rửa tiền, các bạn có giàu đi nữa thì có rất là nhiều tiền, mấy chục tỷ, đối với người Việt Nam mình rất là nhiều người như vậy, mình đâu có đi được. Có nhiều người rất là giàu nhưng mà khó đi được lắm, bởi vì là chứng minh được nguồn tiền tiền ở đâu, không chứng minh được nguồn tiền nó đâu ra chứ. Mấy nhìn ta có mấy chục tỷ là rất là nhiều người nhưng mà không có chứng minh được nguồn tiền ở đâu có đi được. Mình là mang tiếng là nước rửa tiền rất là nhiều rồi. Lại kẹt xe, mình đi trên đường đi phút nên là kẹt xe everyday luôn các bạn. 2 năm trước mình đến đây thì nói chung là cái đường này chạy phà phà, bây giờ cứ cứ giờ cao điểm là kẹt xe, mà vui cái là đi cuối tuần nó lại kẹt hơn nữa. Hôm đi thay nhớt kẹt 2 lần tới trễ nửa tiếng luôn, tại vì cứ cuối tuần làm cái chạy trên này là mình đâu không có chạy giờ cao điểm đâu các bạn, mà nó kẹt 2 3 lần rồi, mỗi kẹt có nhìn xíu là thấy cái tai nạn xe cứu thương, xe cảnh sát, bọn cảnh sát bên này xử lý cũng chậm chạp lắm các bạn, nguyên một đoạn dài vậy luôn, xử lý 20 phút mày tới nó thấy nó dàn ra 2 lane vậy nè, chặn 2 lane luôn, còn 1 lane đi cao tốc mà về là chết. Bò. Bên này nạn nạn mà đào đường cũng thường xuyên lắm các bạn, đường nó đào lên mùa hè thì thôi nó đào lên thôi, đào lên thành mùa đông thì đâu có làm được. Bây giờ sớm tập thể dục,
dự án bây giờ move qua cái stage 2 rồi, nó cũng bắt đầu nhẹ nhàng hơn rồi, đỡ hơn rồi. Nên có thể về sớm được. Nói về sớm là về 5 giờ mấy. Mỗi lần mình về là ông sếp cũng kêu là em nói chuyện. Tác phong của người Việt Nam là gì? Rồi ngày mai chụp hình, ngày mốt phút chụp, ngày bữa kia chụp, thì có mấy show mùa thu đó. Chắc mình chụp tuần này tuần sau nữa là bắt đầu, mình nghĩ là tuần thứ ba của tháng 10 là bắt đầu có tuyết rơi. Bữa nay ở trên Bam thì sáng sớm là phải đọc 0 độ C thì có tuyết ở trên rồi, thì còn sáng sớm ở Calgary này thì tầm hiện tại là 4 độ. Ở bên bên Mỹ á, sắp có mấy cái đợt bão thêm nữa. Vừa rồi bão cũng chết mấy cả trăm mấy người các bạn. Thiên tai không chừa ai. Calgary năm nay bên thấy cũng nào là mưa đá này. Mưa đá thì cái khu mình ở thì nó không có mưa đá. Cái khu phía hướng north đó, hướng bắc á, thì có nhiều nhiều mưa đá hơn. Bảo hiểm nhà bên đó thì sau sau khi mưa đá nó tăng lên là ghê. Mưa đá thì có bạn người với coi là nào là xe bị nè, nào là nhà bị nè, trời ơi, bảo hiểm nó trả chết luôn á. Nhiều như bảo hiểm một năm các bạn nó chi, bạn trả bảo hiểm khoảng 1.700 2.000, vậy các bạn lợp cái máy lại rồi damage lại thì rất là mắc. Xe cũng vậy, xe claim rất là nhiều, nên bảo hiểm nó sẽ tăng giá thôi. Những ai ở khu đó thì cũng bị ảnh hưởng theo. Khu mình thì không bị, hầu như ở hướng sau thì không có bị. Như bảo hiểm thì đó, bảo hiểm xe nó cũng tăng. Bảo hiểm xe thì nó phụ thuộc cho nhiều yếu tố các bạn. Ở cái khu như thế nào, cái khu đó có an toàn không, như là hay trộm cắp hay không, hay xảy ra tai nạn hay không, tức là nó sẽ thực ra là nó có cái thông số hết thôi, nó cũng chả cần ước lượng gì hết. Hiện như tất cả những cái thông tin, những cái data nó ở trong cái record đó rồi, nó vô nó nhập vô là nó sẽ lên được cái code cho các bạn, cái rate cho các bạn thôi. Có nhiều bạn hỏi mình vì sao mới qua mà cũng có đứa bạn ở bên hướng này bảo hiểm nó khác, bên hướng kia bảo hiểm nó khác, thì nó phụ thuộc nhiều nhất vô cái location các bạn ở các bạn. Nhưng mà còn ngoài ra nó còn phụ thuộc vô là đời xe, màu xe, tuổi tác, trên 40 bắt đầu tuổi bắt đầu bảo hiểm nó rẻ hơn. Tại vì những người mà lớn, càng lớn tuổi bắt đầu là sẽ kệ đầm tính hơn á các bạn, không có gọi là aggressive quá, có hung hãn kiểu vậy đó. Rồi cái nơi đó các bạn ở có hay trộm cắp hay không, rồi có hay bị mưa đá heo đâm hay không, nó màu xe ví dụ như màu màu mà màu mà màu trung tính quá thì khả năng bảo hiểm cao hơn, ví dụ như là màu mà nổi á, màu mà đỏ chói, những cái màu mà dễ thấy hơn á, thì ít xảy ra tai nạn hơn những cái màu khác, ví dụ vậy. Thì mình biết điều này bởi vì hồi xưa học anh văn và cô kia bà từng là bảo hiểm mới nói thôi. Nên bây giờ Canada càng ngày càng khó các bạn ạ. Tại vì trước đây á là dân số đó nó ít, bây giờ nó bắt đầu nó tăng lên, thực ra cũng không nhiều. Ví dụ như là mình tưởng tượng đất nước Canada thì nó rộng hơn top của thế giới luôn, mà bây giờ nó tổng cộng nó từ cỡ 40 mấy triệu dân thôi, so với Việt Nam các bạn coi là bao nhiêu triệu dân, so với Mỹ coi 300 mấy triệu của Mỹ.
nhưng mà thực ra nó không nhiều vậy đó, đất còn trống rất là nhiều, nhưng mà người dân ở đây nó chỉ tập trung vô ba cái thành phố lớn thôi. Thành phố lớn nhất là Vancouver với Toronto, là hai cái thành phố lớn nhất rồi. Rồi cái thành phố Calgary này nè, Calgary không phải là thủ đô nha các bạn, Alberta này là nó ở phía tây, nó gần bên BC. Các bạn định hướng để dọc từ hướng tây tây qua đông qua tây á, từ hướng đông là hướng dưới dưới của bọn, nghĩa là Quebec rồi này, Montreal, Quebec, rồi nó sẽ qua Toronto, rồi này. Nó sẽ đi dọc vào Winnipeg, nó hướng về phương về hướng tây này, còn có tây là tỉnh miền núi, tỉnh miền núi rồi đó là Alberta, là tỉnh miền núi này. Nhưng mà Alberta đây á, Calgary là thành phố, nhưng mà cái thủ đô nó là Edmonton. Edmonton thì nó ở cách đây, nó cách cách cái thật thành đô thành phố này là khoảng là 300 cây các bạn, nhưng mà ở đó nó hơi chán, là người ta gọi là Deadminton đó các bạn, thì nó không có cái gì giải trí, không có gì chơi hết trơn, nó rất là buồn, nó không có bằng ở thành phố này các bạn. Rồi có thiết kế bên chế bên Alberta là BC, BC tức là Vancouver các bạn. Rồi xuống dưới kia là cũng có Saskatchewan. Rồi nói chuyện các bạn đúng 20 phút là về tới nhà, nó là nhà mình cách công ty 20 phút với xe. Ok, tâm sự với các bạn vậy thôi. Ai mà sắp đi Canada, sắp định cư, mình chúc các bạn may mắn ha. Chứ tình hình càng ngày càng khó. Chứ các bạn may mắn là không rơi vô những cái trường hợp như là gặp mấy cái công ty môi giới tào lao, gặp những công ty ty môi giới có tâm một xíu, nói chung là cũng hên xui gặp những người xét duyệt hồ sơ, nói chung là dễ dàng hơn xíu. Rồi hy vọng gặp các bạn ở Canada nha. Rồi bye các bạn.